Thưa quý vị, không chỉ là nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà lý luận xuất sắc, để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiều di sản lớn với những tác phẩm giá trị về chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Đảng cũng như công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Một trong những tác phẩm đang được nhân dân quan tâm, bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao, đó là Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Tác phẩm Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, trước mắt và lâu dài, và được ví như cẩm nang, kim chỉ nam trong quá trình phát triển của Đảng ta. Tác phẩm được ra đời trong bối cảnh kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm 3 phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đã khơi dậy trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, niềm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Qua đó thì cũng đã tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước. Đồng thời, qua bài viết của Tổng Bí thư thì cũng đã khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tài sản vô giá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bản thân cá nhân tôi sẽ phải tiếp tục là học tập, nghiên cứu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của người đảng viên, và đồng thời là tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để xây dựng quê hương, địa phương ngày càng giàu đẹp. Để tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, các cấp ủy, tổ chức đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả. Thưa quý vị, tối ngày 28 tháng 7 tại sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10. Hội khỏe phù đồng năm nay có gần 9.000 vận động viên của 63 tỉnh thành phố của cả nước tham dự, trong đó đông nhất là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 663 vận động viên. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tới dự buổi lễ. Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 thu hút 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, săn sóc viên đến từ 63 tỉnh thành phố trên cả nước và đông đảo nhân dân. Hội khỏe phù đồng là đại hội thể dục thể thao học sinh phổ thông nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích động viên học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện. Trong thời gian diễn ra Hội khỏe phù đồng, từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2024, các vận động viên tranh tài 15 môn thi đấu tại 19 địa điểm. Đây là dịp phát hiện năng khiếu và tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước. Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều công trình, phần việc sôi nổi, ý nghĩa, mang lại hiệu quả tích cực, qua đó góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình đã xây dựng trên 100 công trình phần việc, trong đó 2 công trình cấp tỉnh. Các công trình phần việc này đều vận động từ nguồn xã hội hóa, từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo. Việc xây dựng các công trình phần việc bảo đảm thiết thực, phù hợp với khả năng của từng địa phương, đơn vị, địa bàn dân cư, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Khi chúng tôi được thụ hưởng cái công trình này thì chúng tôi sẽ cùng với lại chỉ đạo các thôn và nhân dân trong xã là duy trì và nâng cao cái hiệu quả hoạt động của cái đường này để phục vụ nhân dân và du khách thập phương đến tham quan chiêm bái khu di tích tốt hơn.
Các công trình phần việc tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Có thể nói đây là những công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc liên quan đến đời sống dân sinh của nhân dân, đặc biệt là rất phù hợp với chức năng mặt trận, là mái nhà chung của ngôi nhà đoàn kết, san sẻ yêu thương, trách nhiệm cộng đồng. Để tập trung các công trình phần việc trước, trong và xã hội, thì trong tới chúng tôi tiếp tục vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà tâm và các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là tổ chức thanh niên mặt trận, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ đảng viên chúng ta chung sức đồng lòng, tiếp tục quan tâm đến công việc thiết thực nữa để cùng với tỉnh nhà góp phần xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Những công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 12 được khởi công xây dựng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành không chỉ mang lại niềm vui, sự phấn khởi, tin tưởng của người dân mà còn góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, giá trị tốt đẹp của dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Thành phố Hồ Chí Minh xác định vai trò quan trọng của từng địa phương, cấp quận, huyện để cùng thành phố hoàn thành kế hoạch giải ngân đạt 95%. Tranh thủ nắng ráo, công nhân khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối của dự án xây dựng trường trung học cơ sở Bình Trị Đông B. Với tiến độ này, chỉ mất 6 tháng thi công, dự án đã sắp sửa hoàn thành. Quy mô bên xây lắp là 101 tỷ, hiện tại đã thi công tới đạt được khoảng 90% rồi. Và trong tháng 7 này sẽ bàn giao đủ hết khối lượng 100% để đưa vào sử dụng. Đây là một trong 8 công trình đầu tư xây mới trường học trên địa bàn quận Bình Tân để phục vụ cho năm học mới 2024-2025 với tổng vốn đầu tư 1.422 tỷ đồng. Khác với công trình trường học, dự án mở rộng đường Lê Tấn B, phường An Lạc được Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân nhìn nhận có nhiều thách thức hơn. Vì thế, ngay từ đầu, địa phương đã có những chỉ đạo kịp thời sát sao, nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Điều này giúp tiến độ thi công đi nhanh hơn. Đa số các hộ dân trên tuyến là đồng thuận với cái dự án là bàn giao mặt bằng tương đối đầy đủ. Hiện tại là khoảng 90%, 95%. Đơn vị thi công dự kiến là khoảng cuối năm nay, 2024 sẽ đưa vào sử dụng. Sau khi đoạn đường này làm mở rộng ra thì coi như là nâng cao lên. Thứ nhất là coi như thông thoáng. Thứ hai là coi như là không bị ngập nước và không bị kẹt xe. Thì quận ủy đã thành lập các tổ công tác để thường xuyên theo dõi giám sát các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng đã được phân công để phụ trách từng nhóm dự án để cùng với đồng hành với lại ủy ban quận để thực hiện công tác vận động người dân. Thì chính nhờ công tác đó cho nên chúng tôi cũng đã tương đối là thuận lợi trong cái việc thực hiện công tác thu hồi giải phóng mặt bằng. Năm 2024, quận Bình Tân được bố trí vốn cho 40 dự án với 3.220 tỷ đồng. Đến giữa tháng 7, quận đã giải ngân đạt hơn 71% kế hoạch, dẫn đầu khối quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh về giải ngân đầu tư công. Chính sách hỗ trợ nhịp nhàng, hiệu quả với sở ngành, nhất là phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Các địa phương cấp quận huyện đang nỗ lực cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%.